đang là lập trình viên công ty phát triển phần mềm là Advanced Develop. Thì là em chọn VideoPhone 8 bởi vì là hiện là công ty làm là đang là trên các nền tảng của Microsoft. Các cái chính em dùng cũng là của Microsoft như là C#.net hay là các cái framework chuẩn của Microsoft, nên em muốn là dựa trên cái nền tảng để học tiếp một cái để học thêm cái nền tảng của VideoPhone 8 cũng là một nền tảng của Microsoft. Và mục đích là để tận dụng thời gian rỗi để biết ra các app của riêng mình và app cho bán để kiếm thêm thu nhập. Em tên là Lộc, em đang làm sinh viên ở công ty chuyên phát triển phát hành game mà tài chính họ cũng làm từ một nét là trước cũng có làm Android bằng app nhưng mà không thích nào. Bởi vì có muốn nhảy nhót công nghệ nhiều theo tồn tại của nét thì học trên khóa VideoPhone là cái app. Ý định của em là làm vài cái app phục vụ cho bọn trẻ con thôi, vì mọi người bây giờ các ông bố và mẹ rất là nuông chiều trẻ con, nên là mình có thể làm những cái app nhỏ cho con. Xin chào, mình tên là Tuấn, mình là sinh viên của TED, làm công việc là tại VisionCon. Thì dự án mình làm việc trên mobile, nhưng là mình có định hướng từ trước là sẽ tìm hiểu mobile như là một xu thế tất yếu, và vì thế là mình chọn VideoPhone. Mình sẽ làm một số bài sản phẩm, cố gắng làm được một bài sản phẩm thật tốt. Thì mình tin là VinoPhone sẽ phát triển trong tương lai. Chào các bạn, mình là Tuấn. Mình hiện thời bây giờ đang ở nhà, làm việc tự do. Mình thì có khá nhiều ý tưởng về lập trình, nhưng mà trên một số các nền tảng về di động, hiện thời bây giờ thì mình thấy các cái nền tảng về Android và iOS thì nó có quá nhiều người làm, và hiện thời bây giờ thì mình cũng đã có những cái nền tảng về công nghệ internet, và mình cũng muốn đi sâu hơn về cái nền tảng VideoPhone trên cái nền công nghệ internet và sinh sát. Và mình hy vọng là sau cái khóa học này thì mình có thể là đưa ra được một số các cái ứng dụng mà dựa trên các cái ý tưởng có sẵn của mình, và hy vọng ý tưởng đấy có thể được public và mọi người sử dụng. Xin chào tất cả yêu của mình, Quân, mình đang làm việc tại CMC Shop. Mình đến với VideoPhone chắc là do cái sở thích dùng smartphone của mình, và cái quan trọng hơn là cái công việc của mình đang làm thì đang làm trên cái công nghệ của Microsoft, và làm người dùng là VideoPhone từ VideoPhone 7, từ cái máy HTC Trophy, làm rất là thích thú, mà có cái ý tưởng lúc bạn có ý tưởng là sẽ tự mình viết app để phục vụ và cho cái sở thích của mình, và phục vụ cho con cái nữa. Ngày sau này mình sẽ có dự định là sẽ viết app để cho con mình sử dụng là người đầu tiên. Chào các bạn, mình tên là Yêu. Hiện tại mình cũng đang làm việc tự do. Mình chọn đến với lập trình VideoPhone 8 là do mình cảm nhận trên nó là sẽ là hệ điều hành tương lai. Mình thấy ở đây là Microsoft và mình hợp tác với nhau để đầu tư rất là mạnh mẽ cho những nền tảng này. Mình dự định học nó và sau này sẽ phát triển về Windows 8 là những cái ý tưởng của mình sau này thì chắc là mình cũng sẽ là lấy viết cái app và app đầu tiên của mình để cho con mình
qua một số buổi học ở Tech Master này thì mình cảm thấy là các thầy ở đây là giảng dạy rất là chuyên nghiệp, và ngoài ra thì trong cái giờ giải lao thì có điểm tâm rất là tốt. Chào các bạn, mình là Đức, đang là sinh viên của FPT Tech. Cá nhân mình thì đánh giá là Windows Phone 8 là nền tảng rất có tiềm năng, tại ít có cạnh tranh nên là mình theo đuổi cái nền tảng này. Sau này sau tốt nghiệp thì mình có xây dựng được các app của riêng mình, tất nhiên là kiếm tiền thì chắc là chắc chắn rồi. Xin chào các bạn, mình là Duy, mình là sinh viên Tech FPT, mình mới chọn xong. Mình thấy công nghệ của Windows Phone này là công nghệ mới, và mình thấy là Windows Phone này hiện giờ là ít có những sản phẩm cạnh tranh như là iOS và Android. Mình thấy cái tương lai của công nghệ này nó chỉ phát triển. Mình thông qua Tech Master mình muốn học Windows Phone 8 để mình có thể có cơ hội kiếm được việc làm và có thể kiếm thêm thu nhập hơn trong thời gian rảnh rỗi ở nhà. Chào mọi người, mình tên là Mạnh, sinh viên năm cuối trường Đại học Kinh doanh Công nghệ Lớn Hà Nội. Đầu tiên em tham gia với khóa học Windows Phone Tech Master này là vì giá thành của thấp nhất đấy. Mà sau một vài buổi học ở đây thì cảm thấy hiểu và thích thú với cái hệ điều hành di động này. Thì sau khi tiếp tục học này thì em muốn có thể viết được một cái app và đưa lên store để kiếm thêm tiền. Em cũng góp ý cho trung tâm là mặc dù là trung tâm dùng các cái màn hình TV HD nhưng mà mắt em kém không thể nhìn được. Nếu mà có điều kiện thì dùng phần mềm giống kiểu TeamViewer để cho máy của học sinh có thể nhìn được máy trực tiếp của thầy để nhìn tốt dễ hơn ạ. Chào các bạn, tôi là Cường, hiện giờ tôi đang là lập trình viên tự do ở nhà. Tôi được biết đến chương trình đào tạo Windows Phone của Tech Master. Sau một thời gian được thầy Phương hướng dẫn tận tình, hiện nay tôi đã bắt đầu có một số kinh nghiệm và đã có thêm tự tin để lập trình.